Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Sáng ngày 23 tháng 9, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra phần xét hỏi các bị cáo. Trong ngày làm việc thứ 3, hội đồng xét xử tập trung xét hỏi các bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ở tội danh này, ngoài bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, còn có 28 bị cáo khác có liên quan trong vụ án. Là bị cáo đầu tiên trả lời hội đồng xét xử, ông Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc công ty Acumen thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo này cũng khẳng định giữ nguyên lời khai của mình tại cơ quan điều tra. Bị cáo Trịnh Quang Công thừa nhận thời điểm ông thực hiện hồ sơ là vì tin tưởng hiệu quả cũng như làm theo sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan và ông Trần Khánh Hoàng, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Bị cáo Công thừa nhận hiện nay đã nhận thấy sai phạm và gây hậu quả rất lớn. Từ nhận thức bản thân có lỗi và đã gây ra chuỗi hành vi làm thiệt hại lớn cho các trái chủ, bị cáo đã vận động gia đình tạm nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trả lời hội đồng xét xử, cựu tổng giám đốc công ty Secha Trần Văn Tuấn xin trình bày lại là văn phòng tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm hồ sơ chứ không phải bị cáo thực hiện như cáo trạng nêu. Về việc phát hành trái phiếu, bị cáo Trần Văn Tuấn khai là nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ bà Trương Mỹ Lan hoặc qua thư ký của bà Lan. Ban đầu, bị cáo Tuấn nhận được điện thoại từ bị cáo Trịnh Quang Công thông báo chuẩn bị hồ sơ vì tập đoàn đưa công ty Secha vào diện phát hành trái phiếu. Cựu tổng giám đốc công ty Secha khai, với tư cách là tổng giám đốc công ty, kế toán kiểm tra xong hồ sơ rồi bị cáo ký. Việc phát hành trái phiếu theo bị cáo biết thời điểm đó công ty không có nhu cầu, bị cáo chỉ được biết là để góp vốn, không biết cụ thể. Về hoạt động của công ty Secha năm 2019, bị cáo Trần Văn Tuấn khai, công ty đang hoạt động thua lỗ. Việc phát hành trái phiếu, bị cáo Tuấn không chỉ đạo mà nói với kế toán rằng công ty phối hợp để hỗ trợ thực hiện việc phát hành trái phiếu. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trần Thị Lan Chi, kế toán trưởng công ty Secha khai, hồ sơ phát hành trái phiếu là từ văn phòng tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Việc tham gia phát hành trái phiếu là từ điện thoại của bị cáo Trịnh Quang Công. Ông Công gọi điện yêu cầu bị cáo chuẩn bị hồ sơ, điều chỉnh báo cáo tài chính từ thua lỗ sang hoạt động có lãi để đủ điều kiện tham gia phát hành trái phiếu. Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định bà Trương Mỹ Lan với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát là người chi phối, điều hành, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Lan là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp, quyết định sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Secha để phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu. Từ đó chiếm đoạt số tiền 30.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại. Sai phạm của bị cáo Trịnh Quang Công thể hiện, ông Công đã tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo Trương Khánh Hoàng, giao Phạm Nguyễn Bảo Trung, nhân viên công ty Acumen, thu thập hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính các năm của công ty Secha chuyển cho công ty chứng khoán TVSI. Bị cáo Công còn chỉ đạo bị cáo Trần Văn Tuấn, tổng giám đốc công ty Secha, phối hợp hoàn thiện các thủ tục chạy dòng tiền cho công ty Điền Gia Cát thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mua hồ sơ cấp trái phiếu của công ty Secha và chỉ đạo việc chuẩn bị tài liệu chuyển cho công ty Secha, cung cấp hồ sơ pháp lý và báo cáo tài chính năm 2019 phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần và kinh doanh có lãi. Trong khi thực tế, năm 2019, công ty Secha đang thua lỗ để giúp công ty Secha phát hành trái phiếu theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trịnh Quang Công đã giúp sức cho bà Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại. Đối với bị cáo Trần Văn Tuấn, sau khi bị cáo Trịnh Quang Công thông báo chủ trương của tập đoàn Vạn Thịnh Phát chọn công ty Secha phát hành trái phiếu, ông Trần Văn Tuấn đã chỉ đạo Trần Thị Lan Chi chuẩn bị báo cáo tài chính phối hợp công ty kiểm toán ANC, thực hiện các thủ tục để điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2019 để hô biến công ty Secha từ hoạt động thua lỗ thành có lãi. Ngoài ra, bị cáo Tuấn còn trực tiếp ký hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để công ty Secha phát hành trái phiếu theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trần Thị Lan Chi được xác định đã nhận chỉ đạo từ hai bị cáo Trịnh Quang Công và Trần Văn Tuấn chuẩn bị báo cáo tài chính của công ty Secha, tiếp nhận và trình báo bị cáo Trần Văn Tuấn ký các tài liệu, biên bản họp, nghị quyết hội đồng quản trị, hợp đồng với công ty chứng khoán TCBS, TVSI, các thủ tục công bố thông tin, các hợp đồng với các công ty đối tác có liên quan. Bị cáo Chi trực tiếp lập, ký và trình Trần Văn Tuấn ký 11 chứng từ để công ty Secha chuyển 2.000 tỷ đồng đến tài khoản của công ty VIBD. Ngoài ra, bị cáo Chi còn trình bị cáo Trần Văn Tuấn ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty Khang Thành Phú cho các cá nhân được thuê đứng tên, điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2019 của công ty Secha từ lỗ thành lãi và sao chụp, gửi thư điện tử cho Phạm Hoa Đăng, công ty kiểm toán ANC để thống nhất chủ trương công ty kiểm toán ANC sẽ đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.
giúp cho công ty Secha phát hành trái phiếu năm 2020 theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan. Bà Trần Thị Lan Chi bị cáo buộc đã giúp sức cho Trịnh Quang Công và Trần Văn Tuấn đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền của công ty Secha phát hành trái phiếu là 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại. Đến 10 giờ 50 phút ngày 23 tháng 9, hội đồng xét xử đã xét hỏi xong 26 trên 29 bị cáo bị truy tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo còn lại sẽ trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử trong thời gian tiếp theo của phiên tòa. Thưa quý vị, trong ngày thứ hai, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử bước vào phần thẩm vấn các bị cáo về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đứng trước buộc khai báo, bị cáo Trương Huệ Vân, cựu phó giám đốc công ty An Đông, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, WMC, cháu ruột bà Trương Mỹ Lan, thừa nhận ký nhiều hợp đồng chứng từ khống giúp bà Trương Mỹ Lan phát hành 2 mã trái phiếu, lừa bán cho 20.623 người, chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng. Bị cáo Trương Huệ Vân khai, thời điểm đó chỉ tập trung quản lý tòa nhà thương mại dịch vụ, còn hoạt động tài chính thì không nắm bắt. Bị cáo Trương Huệ Vân cho biết bị nhiều áp lực công việc nên không nhớ đã ký bao nhiêu loại giấy tờ, hợp đồng. Vì chỉ được trình cho nhiều bộ hồ sơ và chỉ việc ký vào những nơi được đánh dấu sẵn. Về việc phát hành trái phiếu, bị cáo Trương Huệ Vân cho biết không tham gia cuộc họp nào, không bàn bạc, chỉ đạo bất cứ ai mà chỉ thực hiện theo chủ trương từ bên trên. Bị cáo Trương Huệ Vân bày tỏ thời điểm đó bản thân không nhận thức, không nắm bắt được vấn đề, tin tưởng vì đã có chữ ký của các lãnh đạo khác, nên nghĩ là hợp đồng đã được ra soát rồi. Bị cáo Trương Huệ Vân tỏ ra thành khẩn và cho biết mình đã sai. Bị cáo Trương Huệ Vân khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Số tiền gây thiệt hại quá lớn, bản thân bị cáo không thể khắc phục nhưng sẽ vận động gia đình cố gắng khắc phục. Ở giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Huệ Vân bị cáo buộc thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Cháu ruột bà Trương Mỹ Lan đã ký các hợp đồng chứng từ khống để công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho công ty An Đông mua trái phiếu sơ cấp, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu ADC 2018091 và ADC 2019-1 của công ty An Đông. Hành vi của bị cáo Trương Huệ Vân đã giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng của 20.623 trái chủ trong tổng số hơn 30.000 tỷ đồng của gần 36.000 bị hại. Cũng trong ngày xét xử thứ hai của vụ án, hội đồng xét xử tập trung xét hỏi những bị cáo là lãnh đạo chủ chốt về tài chính các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Hầu hết họ đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, bày tỏ ăn năn, không biết hậu quả lớn của việc ký vào các hợp đồng, ủy nhiệm chi, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan lừa đảo tiền của người dân mua trái phiếu. Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có 3 người đã qua đời nên cơ quan điều tra đình chỉ hoặc không khởi tố bị can. Nhưng tài sản của họ vẫn bị kê biên để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án. Theo đó, cơ quan điều tra đã kê biên tài sản 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, TVSI, thu giữ bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, ngăn chặn giao dịch số dư hơn 85 triệu đồng trong tài khoản của bà Nguyễn Phương Hồng, cựu thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, kiêm Giám đốc chi nhánh Sài Gòn. Cơ quan điều tra cũng ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 386 triệu đồng trong hai tài khoản của ông Nguyễn Tiến Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc TVSI. Đối với ông Nguyễn Ngọc Dương, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula và Công ty VIPD, cơ quan điều tra ngăn chặn giao dịch số dư hơn 9,1 tỷ đồng trong ba tài khoản của ông Nguyễn Ngọc Dương mở tại SCB, ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 50,5 tỷ đồng trong các tài khoản của con trai ông Nguyễn Ngọc Dương mở tại SCB. Ngoài ra, sau khi ông Nguyễn Ngọc Dương qua đời, Công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ 216 miếng kim loại màu vàng, 6 sổ tiết kiệm ngân hàng trị giá 132 tỷ đồng, giấy tờ liên quan 3 nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh và Long An cùng 100 triệu đồng tiền mặt. Chiều ngày 20 tháng 9, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Bị cáo Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát,
kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Vizer, gọi tắt là công ty WMC, có mặt tại tòa với dáng vẻ tiều tụy hơn rất nhiều so với phiên tòa giai đoạn 1. Vân khai năm 2019, bị cáo Ngô Thanh Nhã là em dâu của bà Lan, cựu tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Đông bị ốm. Bị cáo lên nhận chức tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do bị cáo chỉ quản lý công ty WMC nên không nắm rõ việc phát hành trái phiếu công ty An Đông. Vì vậy, sau khi nhận chỉ đạo của cô ruột là bà Trương Mỹ Lan, bị cáo chỉ ký hồ sơ chứng từ chuyển cho công ty An Đông 13.000 tỷ đồng để mua trái phiếu sơ cấp. Bị cáo vẫn nói, bây giờ bị cáo đã nhận thức mình sai, bị cáo xin chịu trách nhiệm. Tâm bị cáo chưa từng nghĩ đến việc lừa đảo, chiếm đoạt ai và cũng không được hưởng lợi. Mỗi tháng bị cáo được nhận lương 80 triệu đồng. Bị cáo cũng đã vận động gia đình khắc phục hậu quả cho các bị hại. Bị cáo muốn xin lỗi các bị hại đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Bị cáo Trương Huệ Vân bị viện kiểm sát cáo buộc đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho công ty An Đông. Sau đó công ty An Đông dùng số tiền này mua trái phiếu sơ cấp. Hành vi này của bị cáo Vân đã giúp sức cho bị cáo Lan cùng đồng phạm phát hành hai mã trái phiếu của công ty An Đông, chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng của hơn 20.000 bị hại. Em họ của bị cáo Trương Mỹ Lan là bị cáo Trương Vision King, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty tập đoàn Sài Gòn Peninsula, công ty SPG, khẳng định bản thân không điều hành các hoạt động tài chính, chỉ điều hành hoạt động của công ty. Về việc phát hành trái phiếu của công ty An Đông, bị cáo khai chỉ ký các giấy tờ hợp tác đầu tư giữa công ty SPG và công ty An Đông, chứ không họp bàn và triển khai. Bị cáo Trương Vision King trình bày, bị cáo làm việc theo chỉ đạo của chị Lan, nhiệm vụ chính là đối ngoại, xúc tiến đầu tư. Việc phát hành trái phiếu bị cáo ký vì là người đại diện theo pháp luật và bị cáo tin vào những người đã chuẩn bị hồ sơ. Tuy nhiên, bị cáo lại bày tỏ mình rất ân hận vì hành vi giúp sức trong việc phát hành trái phiếu của công ty An Đông và công ty Sunny World. Theo cáo buộc, bị cáo Trương Vision King đã ký ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản công ty SCG đến các cá nhân được thuê ký khống chứng từ để giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 3 gói trái phiếu của công ty An Đông. Đối với việc công ty Sunny World phát hành trái phiếu, Trương Vision King đã chỉ đạo thuộc cấp chuẩn bị hồ sơ gồm biên bản họp đại hội đồng cổ đông, hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu, hợp đồng đại lý, bản công bố thông tin chào bán riêng lẻ trái phiếu và thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Với sự trợ giúp này của Trương Vision King, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã phát hành 3 gói trái phiếu An Đông và trái phiếu của công ty Sunny World, chiếm đoạt số tiền hơn 26.000 tỷ đồng của hơn 30.000 bị hại. Theo cáo buộc, khoảng tháng 8 năm 2018, Ngân hàng SCB bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra nên việc xin cấp tín dụng từ Ngân hàng SCB của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn. Vì vậy, bà Trương Mỹ Lan đã họp bàn với Nguyễn Tiến Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc công ty chứng khoán TVSI cùng các nhân sự chủ chốt, lựa chọn các công ty con thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp nhằm huy động tiền từ người dân. Sau khi bàn bạc, bà Trương Mỹ Lan và thuộc cấp thống nhất chọn 4 công ty gồm công ty An Đông, công ty Quang Thuận, công ty Sunny World và công ty Secha để phát hành 25 mã trái phiếu khống, trị giá hơn 30.869 tỷ đồng. Tiếp đó, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm thực hiện thủ đoạn tạo dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho 8 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát bằng cách mua toàn bộ số lượng trái phiếu của 4 công ty trên rồi đem bán cho hàng chục ngàn người dân để huy động tiền. Chiều ngày 20 tháng 9, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo ở nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thừa nhận hành vi phạm tội, Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB, khai bị cáo nhận chủ trương phát hành trái phiếu công ty Secha từ bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc Ngân hàng SCB. Về phương án chạy dòng tiền khống, Dung khai tiếp nhận lại công việc theo chỉ đạo của bà Nguyễn Phương Hồng, là cựu phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB đã mất, nên hoàn toàn không biết gì. Tuy nhiên, bị cáo lại thừa nhận đã giúp sức để bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trái phiếu. Theo cáo buộc, sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Hoàng và nhận phương án dòng tiền khống do Trịnh Quang Công, cựu giám đốc công ty Ackerman và Nguyễn Phương Anh, cựu phó tổng giám đốc công ty SPG lập, dùng chỉ đạo thuộc cấp hợp thức chứng từ đi lệnh dòng tiền khống, hạch toán trên hệ thống ngân hàng SCB, giúp cho công ty Secha phát hành trái phiếu. Hành vi của Dung đã giúp bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng của hơn 2.400 bị hại. Bị cáo Hoàng khai biết rõ mục đích của bà Lan khi phát hành trái phiếu là để huy động tiền của người dân đem sử dụng cho các mục đích của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Sau khi nhận thông báo về việc bị cáo Lan chọn công ty Secha phát hành trái phiếu giá trị 2.000 tỷ đồng, bị cáo đã chỉ đạo Công, Dung và Phương Anh lên phương án chạy dòng tiền khống tạo lập nhà đầu tư sơ cấp.
Theo Hoàng, bị cáo Lan phát hành trái phiếu của công ty Secha để lấy tiền trả lãi cho 3 gói trái phiếu do công ty An Đông phát hành. Bị cáo Hoàng ngậm ngùi nói, bị cáo cảm thấy xót xa cho các bị hại. Bản thân mẹ, vợ của bị cáo cũng mua trái phiếu của công ty Secha. Bị cáo Ngô Thanh Nhã, cựu tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Đông, khai tiếp nhận chủ trương phát hành trái phiếu cho công ty An Đông từ chị chồng là bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo khẳng định không bàn bạc, thống nhất gì về việc phát hành trái phiếu với bị cáo Lan. Bị cáo Nhã khai, sau khi tiếp nhận chủ trương phát hành trái phiếu, bị cáo chỉ ký hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc phát hành trái phiếu của công ty An Đông và sau này là ký phát hành trái phiếu. Bị cáo chỉ đứng tên chủ tịch hội đồng quản trị, chứ không quản lý, không tham gia hoạt động của công ty An Đông. Trước câu hỏi của hội đồng xét xử về việc nhận thức như thế nào về việc hậu quả do mình gây ra, bị cáo Nhã nghẹn giọng. Sau khi đọc kết luận điều tra, bị cáo rất ngỡ ngàng, không hề biết đã gây thiệt hại cho người dân lớn đến như vậy. Thấy mình có một phần trách nhiệm trong đó, bị cáo đã nhờ gia đình khắc phục 2 tỷ đồng. Cũng thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB, khai sau khi nhận chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan về việc phát hành trái phiếu, bị cáo trình hội đồng quản trị để triển khai thực hiện. Về việc chỉ đạo khối bán lẻ, triển khai tổ chức bán hàng, đào tạo sản phẩm mới cho giám đốc và các nhân viên bán hàng tại các chi nhánh và phòng giao dịch SCB. Văn khai, có một bộ tài liệu nội bộ SCB xây dựng để đào tạo trước khi tư vấn cho khách hàng. Bị cáo Văn khẳng định bản thân không tham gia tạo lập trái phiếu và không được hưởng lợi gì. Bị cáo Văn bật khóc nói, lúc đó bị cáo nghĩ rằng đó là khai thác nguồn tài nguyên khách hàng mà SCB đã nỗ lực nhiều năm mới có được. Khi xảy ra sự việc, bị cáo rất đau lòng, không nghĩ rằng lại gây tác hại cho quá nhiều người dân. Về kịch bản chạy dòng tiền, quản lý tài khoản khách hàng, bị cáo không tham gia chỉ đạo và không biết. Bị cáo cũng không chỉ đạo nhân viên SCB ký chứng từ khống để lập dòng tiền. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.